Thưa quý vị, Đảng ta đã xác định văn hóa đóng vai trò nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, phát huy sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam vừa là yêu cầu, vừa là giải pháp để khẳng định văn hóa Việt Nam trong hành trình hội nhập quốc tế và thực hiện khát vọng xây dựng đất nước. Sức mạnh mềm của văn hóa Việt Nam là khả năng huy động, phát huy những giá trị văn hóa vật chất tinh thần của dân tộc đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc Việt Nam đến các quốc gia trên thế giới, đồng thời tăng cường uy tín, vị thế của dân tộc Việt Nam trong các quan hệ quốc tế. Với lợi thế của một nền văn hóa đa màu sắc, có nhiều nét độc đáo, mang lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với bạn bè quốc tế, việc phát huy sức mạnh mềm của văn hóa Việt Nam là chiến lược đúng đắn để thực hiện các mục tiêu xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới. Sức mạnh mềm là khả năng hấp dẫn, thu hút, thuyết phục của quốc gia này với quốc gia khác thông qua các cái giá trị của cốt lõi của quốc gia đó, thông qua hệ thống chính sách, thông qua các đặc biệt là các chính sách đối ngoại. Trong đó là có tập trung vào các kênh về ngoại giao văn hóa, truyền thông và các kênh là các ngành công nghiệp văn hóa. Năm 2019, Hà Nội vinh dự trở thành thành viên mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO. Cùng các danh hiệu thành phố vì hòa bình, thủ đô của lương tri và phẩm giá con người, tham gia vào mạng lưới các thành phố sáng tạo là cơ hội để Hà Nội phát huy mạnh mẽ các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế về văn hóa, hướng đến đưa văn hóa thực sự là nguồn sức mạnh mềm, giúp Hà Nội sớm trở thành đô thị sáng tạo, trung tâm dịch vụ chất lượng cao của khu vực và thế giới. Hà Nội là một trong những thành phố mà có thể hội tụ được truyền thống lịch sử hơn 4.000 năm. Hà Nội cũng là một cái thành phố có 1.350 làng nghề và là thành phố của âm nhạc, hội họa, thơ ca. Và Hà Nội cũng là thành phố mà có quan hệ hữu nghị với 50 thành phố khác trên thế giới, thì cũng là một cái thành phố mà có thể tiếp nhận rất là nhiều những cái tinh hoa về văn hóa và tạo ra những cái hoạt động sáng tạo. Để phát huy tốt nguồn lực sức mạnh mềm của văn hóa Việt Nam trong sự nghiệp phát triển đất nước, cần phải thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó có đổi mới tư duy, tầm nhìn, xây dựng các bộ luật cụ thể để không lãng phí nguồn lực quan trọng này. Bên cạnh đó, cần nêu cao ý thức của mỗi người trong việc gìn giữ những nét đẹp văn hóa của dân tộc, tránh có những hành động phản cảm, phi văn hóa. Để tạo ra sức mạnh mềm ấy, thì đầu tiên là chúng ta phải khơi thông về mặt luật pháp cái đã. Nên thì chúng ta đã ban hành được 5 cái bộ luật liên quan đến văn hóa. Đặc biệt là những cái luật gần gũi như là luật quảng cáo, luật điện ảnh, luật thư viện, luật sở hữu trí tuệ. Muốn phát triển văn hóa để văn hóa trở thành sức mạnh mềm ấy, thì chúng ta cũng phải khơi thông cả ở các cái lĩnh vực khác. Ví dụ như là chúng ta đang sửa luật đất đai chẳng hạn, thì rõ ràng rằng là khi mà chúng ta trong luật đất đai có những cái ưu tiên cho lĩnh vực văn hóa, để từ đó các cái thiết chế văn hóa hay là các hoạt động văn hóa được ở những cái vị trí trung tâm, thì sẽ giúp cho chúng ta rất nhiều cái hoạt động văn hóa. Có thể nói, văn hóa không chỉ giới hạn tầm vóc của mình trong chiều sâu những phẩm giá tinh thần, mà còn là nguồn lực nội sinh trực tiếp cho sự phát triển đất nước. Phát huy sức mạnh mềm văn hóa sẽ khẳng định mạnh mẽ văn hóa Việt Nam trong hành trình hội nhập quốc tế và để thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược phát triển đất nước đến năm 2030 là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển thu nhập cao như Đảng đã đề ra.